Trong đời, nếu có thể gặp một trong ba người này, bạn chính là người có phúc phận lớn. Kính thưa quý vị, nhân sinh vốn ngắn ngủi như ánh chớp giữa hư không. Mỗi người ta gặp trên đường đời đều chính là nhân duyên tiền định. Có người ghi khắc hình ảnh trong trái tim ta, có người chỉ bước qua mà không để lại dấu vết gì. Nhưng dù là ai, thì bạn cũng hãy nên cảm ơn và trân trọng. Bởi một lẽ rằng, cao sơn lưu thủy, tri kỷ khó tìm. Một, người tri kỷ. Cổ nhân nói, tử phùng tri kỷ thiên bôi thiểu, thoạt bắt đầu cơ bán cú đa. Tạm dịch rằng, rượu gặp bạn hiền ngàn chén ít, lời không hợp ý nửa câu nhiều. Ở đời, tìm được một người tri kỷ có thể thấu hiểu mình chính là niềm vui lớn nhất. Giữa chốn hồng trần bon chen lầm lũi này, có được một tri âm cùng chia sớt ngọt ngào, san sẻ niềm đau thực là quá khó. Đỗ Phủ kém Lý Bạch 11 tuổi, hai người gặp gỡ một lần ở thành Lạc Dương mà kết thành bạn vong niên. Sau này khi ly biệt, cách trở phương trời, lại nghe tin Lý Bạch qua đời. Đỗ Phủ thương khóc mà làm bài Mộng Lý Bạch. Ông viết, cố nhân nhập ngã mộng, mình ngã trường tương ức, quân kim tại La Võng, hà dĩ hữu vũ dực. Khủng phi bình sinh hồn, lộ viễn bất khả chắc, hồn lai phong lâm thanh, hồn phản quan tái bắc, lạc nguyệt mãn ốc lương, do nghi chiếu nhan sắc. Dịch nghĩa rằng, cố nhân bước vào trong mộng, biết là ta đang nhớ nhung bạn đã bao lâu. Bạn ở nơi giam cầm, làm sao có cánh mà thoát khỏi. Biết rằng hồn bạn lâu nay không như ý, nhưng đường xá xa cách, chẳng biết phải làm sao. Hồn về đây giữa rừng phong xanh ngát, hồn lại trở về trốn quan ải xa xăm. Ánh trăng rơi đầy nhà, còn ngửa như đang chiếu soi trên gương mặt bạn. Tri kỷ thật sự là người có thể cùng bạn đi tới cùng trời cuối đất, nghênh đón gió sương. Đã là tri kỷ của nhau thì không phân biệt sang hèn, giàu nghèo. Chỉ cần có một tấm chân tình để rung động đất trời. Được gặp gỡ nhau, đi cùng nhau một đoạn đường đời và được làm điều gì đó cùng nhau vốn không phải là chuyện ngẫu nhiên vậy. Mối lương duyên của con người ta không phải chỉ trong một đời này mà đã được tạo hóa an bài từ muôn nghìn ức kiếp trước. Một mối duyên như thế chẳng đáng để trân quý hay sao? Vì vậy, hãy luôn nâng niu, gìn giữ người tri kỷ của mình. Họ mới là bến đỗ bình yên, nơi neo đậu tâm hồn của bạn giữa chốn trần ai này. 2. Người nói thẳng. Nhiều người không thích nghe lời nói thẳng, chân thành, nhất là khi những lời ấy động vào đúng tâm tư của họ, chạm thẳng vào điểm yếu của họ. Nhưng từ một tầng cao hơn mà xét, thì đó là tâm lý rất tiêu cực. Người ta không phải bậc thánh, không thể tránh những lúc mắc sai lầm, thực thi công việc không tốt. Nếu lại không được nghe những lời nói chân thành thì khẳng định họ sẽ lạc lối. Người trung thực, thẳng thắn, biểu hiện đầu tiên chính là biết và dám nói thẳng. Lời họ nói thực sự không dễ nghe, có khi như là lời cảnh tỉnh, có lúc lại giống là lời chỉ trích. Ai nghe rồi cũng phải nóng đầu bốc hỏa. Nhưng có câu, thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng. Nếu không có những lời cay đắng như thế, chắc chắn bạn không thể thức tỉnh. Một chiếc gậy bồng hát giáng xuống đầu chắc chắn là có lợi ích hơn ngàn lời khen nịnh, cho dù nó thực sự rất đau. Ngày xưa, mỗi vị hoàng đế đều đặt ra một chức quan gọi là gián nghị đại phu, chuyên can gián, nói lời thẳng thắn, góp ý cho những quyết sách của hoàng đế. Thời nhà Đường, Ngụy Trưng được Đường Thái Tông phong làm gián nghị đại phu vì tính tình cương trực, quyết đoán của mình. Ông đã đưa ra tổng cộng hơn 200 lời khuyên can, góp ý thẳng thắn với Đường Thái Tông, nhiều lần khiến nhà vua phải đỏ mặt, tía tai vì giận. Thế nhưng, Ngụy Trưng vẫn không vì sự mạo phạm thánh giá, vì nể nang chút thể diện mà ngừng can gián. Hễ vua làm sai điều gì, ông đều can ngăn tới cùng. Đường Thái Tông cũng là một vị minh quân, dù đôi khi không kìm nổi cơn giận. Bởi vì là hoàng đế, ai chẳng có sĩ diện cao ngất
Thế nhưng vẫn nhận xét rằng người tận tâm tận lực, thẳng thắn khuyên can, làm an quốc gia, lợi dân chúng, làm rạng rỡ công nghiệp của trẫm, được coi là đạo của thiên hạ, chỉ có Ngụy Trưng. Nhưng ngày nay tìm được một người không sợ mất lòng mà dám thẳng thắn khuyên can là điều không dễ. Con người hiện đại thường cố gắng sống khôn khéo, sống sao cho khỏi mất lòng nhau. Trên đời tìm được một lời nói thật thực sự rất khó khăn. Bởi thế hãy luôn trân trọng một người bạn chân thành, trung thực và thẳng thắn. 3. Đối thủ có thực lực. Nghe thì có vẻ không hợp lý cho lắm, nhưng đúng là ở đời tìm ra được một đối thủ xứng tầm với mình cũng là một điều thống khoái. Trong tiểu thuyết, Kim Dung có mô tả một nhân vật tên là Độc Cô Cầu Bại. Đó vốn không phải là tên thật của ông ta, mà ý tứ chính là cô độc một mình tìm đối thủ để mong được bại trận. Kiếm thuật của Độc Cô Cầu Bại quá cao siêu, người đời không ai địch nổi. Thế nhưng cũng bởi vì thế mà ông ta một đời cô quạnh, sống với con chim điêu rồi chết trong buồn bã. Đương nhiên chúng ta không quá ám ảnh với chuyện ấy như Độc Cô Cầu Bại, nhưng bạn hãy thử nghĩ mà xem, nếu như có một đối thủ xứng tầm để so tài cao thấp, ta sẽ có một lực thúc đẩy nỗ lực không ngừng, hoàn thiện không ngừng, và điều ấy là tốt cho chính chúng ta. Đối thủ không có nghĩa là kẻ thù, càng không có nghĩa là phải cùng chúng ta tranh đoạt một phen thử sống thiếu chết. Đối thủ đôi khi lại chính là tri âm tri kỷ, bởi người hiểu chúng ta nhất chính là đối thủ của ta, người vì ta mà tồn tại cũng chính là họ. Thời Tam Quốc, Gia Cát Lượng 6 lần ra Kỳ Sơn hòng phục hưng Hán Thất, chẳng may gặp phải đối thủ cực kỳ khó chịu là Tư Mã Ý. Đánh nhau bao nhiêu trận, so tài bấy nhiêu phen, phút cuối cùng Gia Cát Lượng ngửa mặt lên trời thở dài mà than rằng: Tư Mã Ý chính là kẻ hiểu ta nhất vậy. Bạn có muốn trở thành một Độc Cô Cầu Bại hay không? Cả hai đều sẽ không được an định, vậy chúng ta mỗi người ở một góc, không tới gần nhau là được rồi. Sau đó họ Nhiếp hỏi hồn ma rằng tại sao cần phải tìm người thay thế. Hồn ma nói: ông trời có đức hiếu sinh, vốn không mong muốn con người tự sát. Tự như trung thần chết vì đất nước, liệt nữ chết vì chồng, tuy đều là tự sát nhưng không cần phải tìm người thế thân. Còn những người bị hoàn cảnh bức bách đến đường cùng, đã không còn đường để sống nữa, ông trời cũng sẽ niệm tình họ, dựa vào cảnh bất đắc dĩ. Thế là dựa vào những việc thiện ác của họ làm lúc còn sống mà để họ đi đầu thai, cũng không cần tìm người thay thế. Nếu vẫn còn có con đường sống, hoặc vì chút chuyện bất bình liền không chịu nổi, hoặc muốn mượn điều này để liên lụy người khác, liền khinh suất mà tìm đến cái chết, đây chính là làm trái với tấm lòng sinh dưỡng vạn vật của đất trời, vậy nên sẽ bị trừng phạt. Đợi tới khi tìm được người thay thế mới thôi. Thời gian bị giam cầm trong nơi u tối thường thường phải tới trên cả trăm năm hoặc nghìn năm vẫn còn chưa kết thúc. Họ Nhiếp hỏi: không phải có chuyện dẫn dụ người khác làm thế thân hay sao? Hồn ma đáp: loại việc như vậy